Chương trình chào buổi sáng trở lại với những thông tin về thời tiết ạ. Lúc trước thì chuyên gia về khí tượng thủy văn thì đã phân tích rất rõ về thời tiết xấu ở trên biển rồi. Vậy thì còn trên đất liền thì những nơi nào sẽ có mưa to trong ngày hôm nay vậy chị Lan Chi? Những điểm mưa lớn ngày hôm nay thì sẽ tập trung ở hai đầu đất nước chị ạ. Cụ thể ở miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An thì dự báo là lượng mưa sẽ nhỏ hơn so với những ngày trước, phổ biến là từ 15 cho đến 30 mm và một vài nơi là vẫn trên 60 mm. Những cơn mưa ngầu xuất hiện bất chợt, có lúc mưa to ban ngày, có lúc lại mưa to về ban đêm. Đi kèm theo đó là nguy cơ về sạt lở đất, lũ quét, lốc sét cũng như là gió giật mạnh và ngập úng ở những vùng trũng thấp. Vùng núi là nơi dễ bị tổn thương nhất bởi những hiện tượng này. Còn ở phía Nam, trong buổi sáng thì chỉ có mưa ở một vài nơi, phải từ chiều thì mưa mới xuất hiện nhiều nơi ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ sẽ có những điểm mưa to từ 20 đến 40 mm, thậm chí là trên 50 mm. Đây cũng là những nơi có nguy cơ cao xảy ra lốc sét, gió giật mạnh và cả ngập úng cục bộ. Vâng, vậy là hôm nay có nhiều nơi là mưa dông. Vậy thì còn các khu vực khác thì tình hình thời tiết thế nào chị Chi? Với khu vực còn lại là từ Quảng Bình và đến Bình Thuận thì cũng có mưa dông. Tuy nhiên thì thời gian mưa ở đây khá ngắn, chỉ một vài tiếng về chiều và đêm thôi. Thế còn lượng mưa thì cũng không lớn. Tuy nhiên thì quý vị lưu ý là trước khi có mưa thì trời vẫn khá oi nóng, cho nên là nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh thì cũng vẫn cao. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Huyện đảo Hoàng Sa ngày hôm nay có gió cấp 4 đến cấp 5, thế nhưng trong mưa dông có thể xuất hiện gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Huyện đảo Trường Sa gió cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động, trời có mưa dông, cần đề phòng với khả năng xảy ra lốc xoáy. Cảm ơn chị Lan Chi về những thông tin vừa rồi. Còn bây giờ thì sẽ là bảng nền nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong 3 ngày tới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi ạ.